Rồi, tiếp theo sẽ đến phần phương pháp tây cung nha. Phương pháp tây cung. Đây là phương pháp cuối cùng trong trong 4 phương pháp ở chương 2. Rồi, về điều kiện của phương pháp này thì sẽ là f'(x) và f'(x) sẽ là không đổi dấu, chỉ cần thấy vậy thôi. Không đổi dấu trên khoảng phân linh ảo là AB. Rồi, và cái cách chọn x0 thì nó sẽ khác một chút so với phương pháp tiếp tuyến. Vẫn sẽ là FA nhân F2 phẩy. Mình vẫn phải xét là F2 phẩy nhá. Lớn không thì sẽ chọn x0 bằng B, D bằng A. Cái số D này thì nó ở phần công thức lập nhé. Mình sẽ viết công thức lập ra là mọi người sẽ nhìn thấy. Thì ra x0 bằng A, D bằng B. Cái này thì mọi người phải nhớ thôi. Không 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 có cách nào ấy cả. Gọi là nói chung là mẹo mẹo nhớ cái này thì mọi người tự nhớ, tự xây dựng cái mẹo cho mình, chứ cái này thì không có mẹo gì cả, chỉ nhớ thôi. Rồi, công thức lập thực ra chỉ có phần dây cung và tiếp tuyến thì nó có phần cách chọn này thôi, còn lại thì nó cũng tương đối dễ. Công thức lập xn cộng 1, à mọi người làm nhiều là mọi người nhớ công thức hết đấy mà, trừ đi fxn nhân với xn trừ d trên fxn trừ fd. Đó, cái d này là cái này đấy nhá, cái d này là cái số ở trên này này. Rồi tiếp theo phần sai số. Sai số thì nó vẫn sẽ có hai công thức, một là công thức tổng quát. Công thức tổng quát thì giống hệt công thức của công thức tổng quát sai số tiếp tuyến, đó là xn trừ đi x sao sẽ nhỏ hơn bằng giá trị đối của chỗ này, mình viết hơi 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 cận, kiểu hơi rối, mọi người chú ý nhé, trên giá trị m1 nhỏ bằng epsilon. Cái giá trị m1 này thì mình nhắc lại là cái min, m nhỏ thì là min, còn số 1 này là số lần đạo hàm nhé, tức là min của đạo hàm bậc 1 trên cái khoảng AB. Rồi tiếp theo là công thức hậu nghiệm. Nó là xn trừ x sao nhỏ hơn bằng m1 trừ m to trừ đi m nhỏ trên m nhỏ xn trừ 1 nhỏ bằng epsilon. Rồi, cái khác ở của cái dây cung này là xn trừ 1 nó sẽ chỉ là bậc 1 thôi nhá, còn đâu của phương pháp tiếp tuyến nó là bậc 2 đấy. Và ở đây nó chính là, ở đây nó là m1, m to 1 đó, tức là giá trị lớn nhất của đạo hàm bậc 1. Rồi, tiếp theo đến điều kiện dừng. Điều kiện dừng thì epsilon cũng, điều kiện dừng thì mọi người lấy ra từ cái điều kiện dừng của từ cái công thức hậu nghiệm này nhé. Điều kiện dừng epsilon 0 thì sẽ bằng epsilon nhân m1 trên m to trừ m nhỏ. Rồi, ok.